Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Khả nè mày. Ngày hôm nay thì sau khi Khả đã chuyển về Võ Đăng nè mày, đỡ đi giáo bù cho bạn cũng như là cố gắng cover cho bạn ở những tuần giao tranh này nọ, thì cái lợi thế ở đó là cái skill 120 nè mày, nói chung là cũng đã mát rồi. Thì với như thế này thì cứ 15 giây chúng ta sẽ giải được một lần với xác suất 85% là bỏ trạng thái dị thường cho đồng đội, cũng như là xác suất 85% từ bỏ và miễn dịch trạng thái dị thường trong vòng 3 giây. Đơn giản em hay gọi là bất tử 3 giây đúng không ạ? Ok. Thì ngày hôm nay thì đỡ lên cho nó khỏe tí thì Khải cũng đã cho mình là có là cái áo tím này, vũ khí lôi sát nè, chuyện kháng cả 16 nè, nó 25-40 nè. Đai lưng thì Khải chuẩn bị ngày hôm nay Khải sẽ lên đai lưng nè mày. Đai lưng này Khải chưa ưng ý lắm. Đai lưng Khải sẽ ép lên một đai lưng kháng lôi 30. Chuyện hóa sát thương 10% nữa nha nè. Đó, kèm một đôi giày này 9% nó được 19%. Ít thôi mày được mua thêm hiện tinh ép thêm bao tây mắt 25-40 nữa nha nè. Đó ok. Thì trước mắt Khải sẽ lên đai lưng trước đánh bao tây. Còn cái nón này thì chưa đến đó nè mày. Nón này đỡ từ từ chính xong. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên cho anh em cái đai lưng trước. Thì chúng ta sẽ ép khám khám nã. Bắt đầu khám nã. Bắt từ từ lọc. Một phần đúc. Lấy. Bây giờ Khải sẽ lấy dòng sinh lực nè. Sinh lực 165 nè. Rồi. Bốn bên cũng duyên. Hiền 1. Hiền tinh 3. Thử lấy hiện tinh 3 đúng không? Tinh 3 cho nó. Sinh lực cao cao, muốn sinh lực cao cao bỏ thêm phúc duyên vào. Đó. Hoặc là thì tinh. Nhưng mà Khải ép phúc duyên quen rồi, nó là phúc duyên cũng được nè. Tí nữa mình đọc thẳng cái hiện tinh 5 luôn. Tầm này hiện tinh 567 á. Nó không tương đối giống hiện tinh 3 nè. Nên là nó như nhau thôi. 56 nè. Rồi giờ Khải sẽ rút tiếp tục, đó là rút phòng dòng kháng lo nha nè. Dòng kháng lo Khải sẽ úp 4 hiện tinh và 4 phúc duyên. Khải sẽ lấy phẩm 8 nha mọi người. Có những lấy phẩm 8 vào cái dòng này nha. Phẩm 8 Khải sao nó xịt nha. Dòng đại lưng phẩm 8 Khải sẽ bỏ 6 viên này, 6 viên thiệt tinh này, 6 viên thiệt tinh này. Phẩm 8 Khải sẽ rút cái thiệt tinh 6. Hay 4 viên thiệt tinh này, 4 viên thiệt tinh là chuẩn rồi. Phẩm kháng lôi nè. Thiệt tinh 6 nè. Rút ép sẽ ép thiệt tinh 3 nè mà. Nó không giống như nhau thôi, tại vì Khải cũng đã ép nhiều lần Khải biết rồi. Trung hình 3, 6 nó cũng như nhau cả nữa. Mọi hôm Khải rút kiểu này á, thì nó vẫn ra phẩm 8 rồi nè. Đó. Thì lần này mình đỡ phẩm cái cục phẩm 6 thì nó như nhau không. Thôi mình cứ đỡ hình tình 3 này nhỉ, tí mà ép hình tình 6 này. Tại vì hai cái như nhau thôi nè mà. Rồi. Phẩm 8 là ok. 8, ok, 8 là 30 rồi, đẹp rồi. Tiếp tục nè, dòng tiếp theo đó là dòng nội lực. Thì nội lực Khải vẫn là rút mến một phút viên thôi, chứ không cần ấy gì rùm rà tốn tiền tốn kém nữa. Chơi rút quen, ép quen rồi là nó không quen nữa mà. Rồi, lấy nè. Dòng nội lực nè. Nội lực này giấy lấy hình tinh tinh 3. Nội lực hiện 2 nè. Bốn bên phút viên nè. Lên 6 bình luôn rồi. Rồi, nỗ lực nha nam, hiện 2 nha nam. Phẩm 7 luôn nè, ok. Có chuyên vọng, có chuyên vọng. Mở chuyên vọng, ok, giờ đến dòng chuyển hóa sát thương á. Chuyển hóa sát thương thì cũng là rút 6 bình hữu duyên thôi nè. Thì nó vẫn lên phẩm 6, phẩm 7 là ép mắt thôi. Không gì khó cả. Chuyển hóa sát thương nè. Hiện tinh 3 này. Đục nó tính ra phí nha. Tinh 56 luôn. Gớ thiệt. Mình chơi kiểu chơi sang luôn em ơi. Giờ hiện tinh 567 nó giống như nhau á. Kiểu mình chơi sang vài đái. Mua thì mình mua nó giá như nhau là mình chơi sang luôn em ơi. Nhiều vấn ngại nha. Sang luôn. Rồi ok. 5 này. Ok. Bây giờ thì còn là mấy hiện tinh này. 56. Mấy cái này mình sẽ đọc nè em ơi. Chúng ta đi giờ lấy thêm ít phút duyên nữa. Tí ép thì Khải sẽ ép 6 thị tinh, còn lại mấy cái này thì không dùng đến thị tinh nhiều. Không dùng đến thị tinh nhiều. Khải ép sinh lượng nỗ lực đó. Rồi, ép cho này mày. Giờ Khải hiện 1 này.
ấn 1 này, hiện 2 này, ấn 2 này. Nó gọn gàng sạch đẹp này. Ok. Chuyển về phần thưởng ép như nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đại lưng cho anh em xem. Khả sẽ vào đại lưng cắn lôi, sức lượng nỗ lực, khám này. Hoặc là cục sinh lực này. Hiện tinh 5 này. Trộn chơi sang luôn này mà. Hiện tinh 5 luôn. Cái này hiện tinh 3 vắng lần luôn nè. Để cho chơi sang đó mọi người. Cho nên là chơi sang đó nè. Lấy auto đẹp luôn. Đến 5 xem sinh lực nhiêu. 200. Được vắng nhiêu đó thôi. Nó vẫn giống hiện tinh 3. Chả khác quần què luôn nè. Nên đó. Hiện tinh 5 bỏ vô đỡ cái khảo nó. Nói chung là khả cảm giác thì nó tương đối giống không chả khác gì đâu mà. Rồi phòng lôi này giờ cho hiện tinh 6 này. Đấy ép nói chung kiểu này là ép 100 lên 30 rồi đó mà không có nào mà xịt được. Đây, thừa luôn, thừa lên 30 luôn. Phẩm 8 hiện tinh 6 dư sức luôn này. 30 này. Rồi đến dòng khăn lôi trong ép quen rồi nó nhanh thôi nè mà. Còn nó dòng nội lực chứ nhanh gọn này. Nó chơi sang luôn nè, độ hiện tinh 5 luôn nè. Rồi, nhân vậy nè, nội lực nha nè. Nội lực hãy bỏ thêm duyên bình phục duyên cho nó cao cao một tí. Hơi thừa phục duyên, ép hết vô luôn rồi. Hơi thừa phục duyên nè mà. Chặt rương cũng vậy. 194, rồi. Chuyển hóa. Chuyển hóa này thì auto 10 rồi nè mà. Không được nào chặt. Chơi sang hiện tinh 6 luôn. Ta thay máu không? Chuyển hóa mà cho hiện tinh 6. Cái này là chơi sang đó nè. Tại vì phải mua giá nó đồng giá hiện tinh 3 nên phải chơi luôn nè bạn. Cái gì phải ngại. Rồi, auto 10 điểm thôi. Không được nó chọn được. Quá đơn giản nhẹ nhàng nè bạn. Quá đơn giản nhẹ nhàng. Ok, đẹp chưa? Đẹp trai chưa? Đó, ứng ý anh em chưa? Em hết cái này tốn khoảng hơn 10, gần 1 triệu nè bạn. Gần 1 triệu đại lưng này nha nè. Rồi anh em theo dõi video này đừng quên ủng hộ cho Khải video lần thay đổi này ở cái đài lưng, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Khải cố gắng lên một bầu tây nữa, Khải lên đảo luôn nha nè. Khải cố gắng lên bầu tây chốn ngõ hay là 40 nữa lên đảo luôn nha nè. Chừng nào chơi thì đầu tư tí cho nó khỏe nè mà. Rồi anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ Khải, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em xem video một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên xem trực tiếp live stream của Khải vào lúc trưa 11:50 cũng như là tối là 19:50 hàng ngày nha nè. Đó cái này là chơi quá sang luôn nè. Độ 56 độc gơ luôn. Làm luôn như nóng hả? Không có hiền tinh em ơi, không hiền tinh, thiếu hiền tinh dữ quá, đỡ ra mua hả? Đây nè, chờ thôi, một con đại lưng quá vinh luôn, lên bao tay nữa.